Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Không tổ chức Tết Trung thu tại cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng dân cư. Ngày 13 tháng 9, Thanh Hóa ghi nhận 7 ca mắc COVID-19, có 1 ca bệnh trong cộng đồng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội. Thành lập hợp tác xã mật mía Thạch Sơn để phát triển nghề truyền thống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2021 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có văn bản về nội dung này. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước, sự chung tay của xã hội, cộng đồng trong việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình, cộng đồng và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng, đảm bảo an toàn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, thể chất, tinh thần cho trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Nhiều địa phương trong tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống dịch COVID-19 đối với trẻ em. Trong đó, ưu tiên thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động đang mang thai, nuôi con dưới 6 tháng tuổi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thông tin tuyên truyền phổ biến kịp thời thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2021. Không tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng, khu dân cư, khu vực tập trung đông người, khu vực công cộng, cơ sở điều trị, cơ sở cách ly y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại gia đình và chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Quan tâm bố trí kinh phí và đẩy mạnh việc vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong toàn xã hội để tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em là con em của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Việc tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho trẻ em phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các cơ quan chức năng, cơ quan y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi, chương trình trực tuyến có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, nội dung thông tin truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 12 tháng 9 đến 18 giờ ngày 13 tháng 9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 7 ca mắc COVID-19, trong đó có một bệnh nhân ghi nhận tại thành phố Sầm Sơn là ca bệnh cộng đồng. 6 bệnh nhân còn lại đều được phát hiện trong khu phong tỏa và khu cách ly theo quy định. Cụ thể, tại thành phố Sầm Sơn ghi nhận một ca bệnh là nam, sinh năm 1952, có địa chỉ tại khu phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân có liên quan đến F0 ở xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, ghi nhận vào ngày 9 tháng 9. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp. Hiện tại, các biện pháp đáp ứng nhanh đang được triển khai để truy vết triệt để những người liên quan. 3 bệnh nhân ghi nhận tại huyện Quảng Xương có địa chỉ tại xã Quảng Chính, đều là người trong cùng gia đình
và liên quan đến 2 ca bệnh ghi nhận tại xã Quảng Khê ngày 9 tháng 9. Sau khi có kết quả khẳng định, Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đã truy vết, thực hiện cách ly và lấy mẫu những người liên quan theo quy định. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với huyện Quảng Xương khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan để giảm tối đa lây nhiễm cộng đồng. Liên quan đến ổ dịch này, tại huyện Quảng Xương đã ghi nhận 7 ca bệnh. Một bệnh nhân ghi nhận tại huyện Nga Sơn là nữ, sinh năm 1956, có địa chỉ tại thôn 6, xã Nga Thanh, liên quan đến ổ dịch ở thị trấn Nga Sơn. Hai bệnh nhân ghi nhận tại ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Hợp lực, có địa chỉ ở xã Hoàng Thắng, huyện Hoàng Hóa và xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc. Cả hai bệnh nhân đều trong khu phong tỏa của Bệnh viện Đa khoa Hợp lực. Như vậy, tổng số ca bệnh mắc COVID-19 ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hợp lực đến nay là 39 bệnh nhân. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 447 ca bệnh dương tính cộng dồn, 281 người điều trị khỏi và ra viện, 1 ca tử vong. Số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các địa phương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc truy vết, giám sát mốc dịch tễ các trường hợp liên quan, tập trung giải quyết triệt để các ổ dịch, đặc biệt là ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp lực, ca bệnh cộng đồng ở thành phố Sầm Sơn và các ổ dịch liên quan. Đồng thời, khẩn trương tiến hành lấy mẫu trên diện rộng làm test kháng nguyên và làm xét nghiệm PCR đối với những trường hợp có nguy cơ cao. Trong 24 giờ qua, đã xét nghiệm bằng PCR 1.949 mẫu tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, 1.353 mẫu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1.038 mẫu tại Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa, 225 mẫu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn. Kính thưa quý vị, để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với các đơn vị viễn thông trên địa bàn xây dựng trang thông tin chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần kiểm soát công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Trang thông tin phòng chống dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa được xây dựng bao gồm các chức năng chính: cập nhật văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương về công tác phòng chống dịch, bản đồ kiểm soát dịch bệnh tỉnh, hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại doanh nghiệp, phản ánh của người dân, tài liệu tuyên truyền, v.v. Đến nay, trung bình có khoảng 400 lượt truy cập vào hệ thống trên một ngày. Ngoài việc đẩy mạnh triển khai các nền tảng ứng dụng do Bộ Thông tin Truyền thông xây dựng như nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã QR code, nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến, nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Sở Thông tin Truyền thông tỉnh cũng đã xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại nhằm góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Ứng dụng App Smart Thanh Hóa được ứng dụng trên các thiết bị di động thông minh, dùng hệ điều hành Android và iOS. Khi cài đặt App Smart Thanh Hóa, người dân có thể theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh của thế giới, trong nước và địa phương. Đồng thời, cập nhật liên tục các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh Thanh Hóa về công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, người sử dụng có thể nắm được thông tin về lịch sử di chuyển của ca bệnh cũng như các trường hợp liên quan, thông tin vùng cách ly y tế, chốt kiểm soát để không di chuyển đến các điểm đỏ, tránh lây nhiễm dịch. Phần mềm này cũng cho phép người dân phản ánh về các trường hợp nghi mắc COVID-19 hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, phần mềm cũng giúp nhà quản lý tăng cường kiểm soát thông tin mạng để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận về tình hình dịch trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng Smart Thanh Hóa cũng hỗ trợ công tác giám sát các đối tượng cách ly tại nhà theo quy định thông qua việc định vị vị trí trong khu vực giám sát và khai báo y tế định kỳ, cung cấp các chức năng tiện ích để tương tác giữa người dân và chính quyền về hoạt động phòng chống dịch COVID-19 nói riêng và các dịch vụ thành phố thông minh nói chung. Đến thời điểm hiện tại, có gần 18.000 lượt người tải ứng dụng này trên các thiết bị di động. Bản đồ số kiểm soát dịch bệnh Thanh Hóa cung cấp thông tin dịch tễ COVID-19 trên bản đồ,
giúp người dân không di chuyển đến các điểm nóng, tránh lây nhiễm dịch trên địa bàn tỉnh thông qua các số liệu và hình ảnh trực quan để người dân theo dõi, tìm kiếm thông tin theo thời gian thực. Các số liệu trên bản đồ bao gồm các thông tin về cơ sở cách ly tập trung, các chốt kiểm dịch, danh sách các bệnh nhân F0, khu phong tỏa, địa điểm bệnh nhân đã đến trong 14 ngày, địa điểm khai báo y tế, điểm xét nghiệm theo quy định. Bên cạnh đó, bản đồ cũng cung cấp các số liệu theo thời gian thực về tình hình dịch bệnh theo từng địa phương, số liệu cách ly tại nhà, qua đó dễ dàng xác định vị trí trên bản đồ để liên hệ với các cơ sở y tế, thực hiện trao đổi khai báo y tế khi di chuyển về các địa phương có dịch. Hệ thống phần mềm phòng chống đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đánh giá tình hình nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh để có giải pháp phòng ngừa, thực hiện tổng hợp báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp. Sở Thông tin Truyền thông đã ký thỏa thuận hợp tác với đơn vị triển khai phần mềm, bố trí cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, tiếp nhận, cài đặt phần mềm và tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân các huyện triển khai. Tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2021, có 206 trên 13.775 doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm trên hệ thống. Hệ thống Robot Call, tổng đài tự động, truy vết phòng chống dịch COVID-19. Hàng ngày, tổng đài tự động sẽ tự động gọi điện thoại tới người dân trong diện F1, F2. F1 gọi một lần trên một ngày, F2 gọi hai lần trên một ngày, để khảo sát dịch tễ và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone. Các cuộc gọi được thực hiện hoàn toàn tự động và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, có khả năng xử lý được hàng trăm nghìn cuộc gọi mỗi ngày. Thông qua kết quả các cuộc gọi, sẽ đưa ra danh sách những người đang cách ly tại nhà có những biểu hiện bất thường như ho, sốt nếu có, giúp cơ quan y tế xử lý kịp thời. Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Mobifone Thanh Hóa, Sở Y tế vận hành hệ thống từ ngày 11 tháng 7 năm 2021. Hàng ngày, số liệu của hệ thống được báo cáo về CDC tỉnh. Tính đến ngày 9 tháng 8 năm 2021, hệ thống Robot Call đã thực hiện 3.148 cuộc gọi đến đối tượng F2, 17.206 cuộc gọi đến các đối tượng về từ vùng dịch, tiếp nhận hỗ trợ 2.696 cuộc gọi từ người dân khai báo y tế, không phát hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe từ các cuộc gọi này. Hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung giúp các cơ quan quản lý giám sát hoạt động, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định tại các khu cách ly tập trung, có giải pháp kịp thời trong những tình huống khẩn cấp tại các khu cách ly tập trung. Hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh đã lắp đặt, kết nối lên hệ thống tập trung các camera giám sát của Trung ương được 46 trên 56 điểm cách ly tập trung, với 157 trên 243 camera được lắp đặt. Sở Thông tin Truyền thông đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật, hệ thống phần mềm để các ứng dụng hoạt động ổn định, góp phần cùng với cả tỉnh, cả nước từng bước kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Thông điệp 5T, pháo đài chống dịch COVID-19 trong tăng cường giãn cách xã hội. Tuân thủ nghiêm 5K. Thực hiện nghiêm giãn cách, ai ở đâu ở đó. Cách ly người với người, nhà với nhà, xã với xã. Thực hiện nghiêm 5K khi phải ra khỏi nhà.
thực phẩm đủ tại nhà. Cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà, đảm bảo an sinh xã hội tại nhà, đặc biệt quan tâm tới gia đình có người nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương. Thầy thuốc đến tận gia. Bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế, tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã phường để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, tổ chức quản lý, chăm sóc người nhiễm tại các địa phương áp dụng cách ly điều trị F0 tại nhà, cung cấp túi thuốc cho người bệnh, sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mãn tính cho nhân dân. Test COVID tất cả. Thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, đặc biệt là tại các địa phương có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao, vùng đỏ, vùng cam để sàng lọc phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan ra cộng đồng và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp, hướng dẫn người dân tự xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện. Tiêm chủng tại phường xã. Tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay ở xã phường, tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu động. Bố trí nhiều điểm tiêm để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất, gần nhà nhất có thể. Quý vị và các bạn thân mến, việc đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, chia sẻ các văn bản phục vụ quá trình điều tra, truy vết, chưa được phép công khai trên các trang mạng xã hội, không chỉ làm nhiễu loạn thông tin mà còn vi phạm luật khám bệnh, chữa bệnh, trái với nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 4191 ngày 21 tháng 5 năm 2021. Thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các tổ chức cá nhân, trong đó có một số cán bộ, công chức, viên chức đã đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, chia sẻ các văn bản trao đổi thông tin, văn bản của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, phục vụ quá trình điều tra, truy vết, chưa được phép công khai trên các trang mạng xã hội. Hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang trong nhân dân mà còn vi phạm luật khám bệnh, chữa bệnh, trái với nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 4191 ngày 21 tháng 5 năm 2021 về việc phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng chống dịch COVID-19. Nhằm tăng cường thông tin về công tác phòng chống dịch, chấn chỉnh việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang nhóm mạng xã hội, ngày 7 tháng 9 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã có công văn đề nghị các sở ban ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của ngành, địa phương về phòng chống dịch COVID-19 trên trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị theo quy định tại Nghị định số 43 ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 1508 ngày 2 tháng 7 năm 2021 về thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin đăng phát trên báo chí. Tăng cường thông tin trên các trang fanpage của đơn vị, các thông tin chính thống, tích cực, thông điệp ý nghĩa, những câu chuyện nhân văn trong cuộc sống. Phản bác các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh liên quan đơn vị, địa bàn quản lý và các chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. Chỉ đạo quản trị viên, người kiểm duyệt các trang nhóm mạng xã hội của đơn vị thực hiện rà soát, chấn chỉnh tình trạng bình luận sai sự thật, tiêu cực gây dư luận trái chiều về dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đúng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, không khai thác, chia sẻ, phát tán các thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội. Các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hình thức hoạt động thông tin tuyên truyền, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên các loại hình truyền thống mới, mạng xã hội, lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái, vì cộng đồng, các chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do dịch bệnh. Biểu dương các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Đấu tranh, phản bác các hiện tượng, hành vi, lợi dụng mạng xã hội, thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19. Quán triệt phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin về phòng chống dịch COVID-19, các quy định của pháp luật về báo chí,
Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo, bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, cẩn trọng trong thông tin phát ngôn trên mạng xã hội, đặc biệt đối với những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch. Kính thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 9, được sự quan tâm của Hội Phụ nữ cấp trên và của Đảng ủy xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạch Sơn đã chỉ đạo thành lập Hợp tác xã Mật Mía Thạch Sơn, thu hút 7 thành viên tham gia với số vốn ban đầu 250 triệu đồng. Sản xuất mật mía là nghề truyền thống của xã Thạch Sơn với tổng diện tích 250 hectare diện tích mía nguyên liệu, trong đó 150 hectare sản xuất mật mía và có 9 hộ sản xuất mật. Tuy trồng mía có nguồn thu nhập ổn định nhưng phát triển nho lẻ, sản phẩm tiêu thụ thị trường tự do và chưa có tem nhãn nên nhiều người tiêu dùng còn băn khoăn về chất lượng và nguồn gốc. Hợp tác xã được thành lập nhằm phát huy hiệu quả nghề truyền thống sản xuất mật mía, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Hợp tác xã sản xuất theo đăng ký ban đầu của các thành viên là 2 cơ sở, được sản xuất tại các hộ gần nhau và tập trung vào vùng có điều kiện thuận lợi để phát triển, trao đổi kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, góp phần giảm chi phí cho xã viên, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm so với các hộ sản xuất đơn lẻ. Hợp tác xã Mật Mía Thạch Sơn hoạt động sẽ tạo ra khối lượng lớn sản phẩm mật mía chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm trên cơ sở quản lý và giám sát các công đoạn từ chọn nguyên liệu cho đến sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu 100% sản phẩm mật mía của hợp tác xã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tiêu thụ qua hợp đồng và truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng lên 5% so với các hộ sản xuất ngoài hợp tác xã, bảo vệ sức khỏe người lao động và môi trường. Hợp tác xã dự kiến tổng doanh thu trong 3 năm 2021 đến năm 2023 sẽ đạt hơn 3,2 tỷ đồng, tổng chi phí hơn 1,7 tỷ đồng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Thưa quý vị, thưa các bạn, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chiến khu du kích Ngọc Trạo, phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tư liệu Lửa chiến khu rực cháy phần 1. Theo quy luật của tự nhiên, để có những dòng sông con suối ngày đêm miệt mài đưa nước về xuôi, phải bắt đầu từ những giọt nước, từ mạch nguồn vô tận, để cùng với thời gian hòa vào biển cả, tạo nên những đợt sóng trào. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công cũng bắt đầu như thế. Với Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa, đó là cuộc tập dượt 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà điểm sáng là chiến khu và đội du kích Ngọc Trạo giành chính quyền ở một làng, để rồi 4 năm sau, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cùng với cả nước, Thanh Hóa đã giành được chính quyền trên địa bàn cả tỉnh, kết thúc gần 100 năm cai trị của thực dân phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Tháng 11 năm 1936, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 6 nhấn mạnh phải biết xoay tất cả phong trào tranh đấu lẻ tẻ vào cuộc đấu tranh chung, phản đối đế quốc chiến tranh, chống đế quốc Pháp và bè lũ, chuẩn bị những điều kiện bước tới bạo động, làm cách mạng, giải phóng dân tộc. Ngày 26 tháng 1 năm 1941, báo Tự Do, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và Mặt trận Phản đế Thanh Hóa cũng ra xã luận: tình hình đã rất khẩn trương, lửa cách mạng đã cháy ở Nam và Bắc. Thanh Hóa phải làm gì để Trung, Nam, Bắc cùng nổi dậy
đánh tan quân đế quốc, cứu lấy giang sơn tổ quốc, chớ để lỡ dịp. Trong bối cảnh đó, tháng 2 năm 1941, Ban Cán sự tỉnh triệu tập Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ tại làng Phong Cốc, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân đã quyết định xây dựng vùng căn cứ cách mạng dọc theo ven rừng núi từ Nông Cống, Như Xuân, Thiệu Hóa, Thọ Xuân đến Yên Định, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hà Trung nhằm chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ đến, chuyển hướng đấu tranh. Đây cũng là lúc đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Tháng 5 năm 1941, tại Bắc Bó, Cao Bằng, người chủ trì Hội nghị Trung ương 8 thành lập Mặt trận Việt Minh và đề ra những sách lược mới cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Dưới ánh sáng của cuộc Hội nghị Trung ương lần thứ 8, đầu tháng 6 năm 1941, Hội nghị tỉnh ủy mở rộng tại làng Phúc Tỉnh, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định đã chủ trương xúc tiến nhanh việc xây dựng căn cứ địa cách mạng trong tỉnh. Các đồng chí tỉnh ủy viên đã được phân công xuống các phân khu. Riêng phân khu Đông Bắc gồm Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hà Trung, tỉnh ủy đã giao cho đồng chí Đặng Châu Tuệ, Đặng Văn Hỷ, Trần Tiến Quân phụ trách. Căn cứ vào điều kiện địa lợi nhân hòa, tỉnh ủy đã đồng ý với ba đồng chí nói trên lấy Ngọc Trạo, Thạch Thành làm trung tâm quan trọng của căn cứ địa cách mạng và xúc tiến nhanh việc thành lập đội du kích. Thì từ năm 41 trở đi thì phong trào cách mạng của nước ta bước sang thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng lực lượng cả vào lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ cách mạng trong cả nước, và đây là một cái cơ sở quan trọng để đến năm 1945 chúng ta đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 trong cả nước và giành độc lập. Thế riêng ở Thanh Hóa chúng ta sau cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ và cuộc Bình Yên Đô Lương thì tỉnh ủy Thanh Hóa đã rất chủ động sáng tạo và thành lập các có chủ trương thành lập các căn cứ kháng chiến, thành lập các đội du kích để làm nòng cốt cho cái lực lượng toàn dân nổi dậy giành chính quyền. Đây là một cái theo chúng tôi nghĩ là đây là một cái sự chủ động và sáng tạo của tỉnh ủy Thanh Hóa và lãnh đạo các đảng bộ địa phương trong cái thời kỳ đất nước rất khó khăn này. Ngọc Trạo vào đầu những năm 1940 chỉ là một bản mường nhỏ có khoảng 40 hộ với số dân chừng khoảng 200 người, 45 xuất đinh, sống quần tụ giữa một vùng rừng núi trùng điệp thuộc tổng trạm Nhật, huyện Thạch Thành. Phía đông có núi đá nhỏ Yên Thanh, đồi Ông Thánh. Phía tây là làng Dĩ Chế, có đường nhỏ đi Hoa Sói, rồi từ Hoa Sói có đường mòn đi phố cát Kim Tân. Phía bắc có đồi Mã Mây, Ma Màu, Mã Cao, có đường đi Hang Treo. Phía nam có đồi Đình, đồi Mã Cỏ, đồi Tai Voi, có Rộc Nhưng, Rộc Nắng. Đây là nơi đã từng in dấu chân của nghĩa quân Tống Duy Tân trong phong trào Cần Vương chống Pháp. Khi xây dựng căn cứ khởi nghĩa ở Hùng Lĩnh, Tống Duy Tân đã có lần tới trại Sầu, tức Ngọc Trạo, khai dân lập ấp, có ý triều Bình Mã lập căn cứ tại đây để hỗ trợ cho Hùng Lĩnh. Ngày nay, Ngọc Trạo vẫn còn ngôi đền thờ Tống Duy Tân. Ông đã được người Ngọc Trạo thờ làm thành hoàng của làng. Những năm 1930-1931, khi Đảng ta mới ra đời, cũng tại đây, nhân dân Ngọc Trạo đã đùm bọc che chở cho các chiến sĩ cộng sản về hoạt động. Thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ 1936-1939, đồng chí Nguyễn Văn Huê, một đảng viên cộng sản người Hà Trung, đã về xây dựng cơ sở ở vùng Ngọc Trạo. Những quần chúng giác ngộ cách mạng như Tôn Viết Nghiệm, Tôn Viết Minh, Bùi Oanh đã tích cực vận động nhân dân trong vùng tham gia các hoạt động cứu quốc. Những năm 1940-1941, theo hồi ký của đồng chí Đặng Châu Tuệ, thì hơn một nửa số làng trong tổng trạm Nhật đã có đội tự vệ phản đế cứu quốc. Vì vậy, chọn được nơi có địa lợi nhân hòa, du kích chiến khu đã có một bức thành trì vững chắc, đó là lòng dân. Thank you.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết số 68 và Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 23 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã khẩn trương triển khai các nội dung công việc liên quan với mục tiêu cao nhất là đưa chính sách hỗ trợ của nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng trong thời gian nhanh nhất. Chỉ một ngày sau, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản số 1988 và ngày 15 tháng 7 tiếp tục có văn bản số 2062 về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 68 và quyết định số 23 trong toàn ngành. Để thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện như sau. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đối tượng hỗ trợ, thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 23, người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào quỹ, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống dịch COVID-19. Mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian áp dụng 12 tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Thời gian này được tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Trình tự thủ tục thực hiện, cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý sẽ thu phối hợp với đơn vị, xác định đơn vị được điều chỉnh giảm mức đóng theo quy định, lập và gửi đơn vị thông báo giảm mức đóng quỹ, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Trường hợp đơn vị có người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên, thì đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định. Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đối tượng hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 23. Điều kiện hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 23. Thời gian tạm dừng đóng và đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quyết định số 23. Trình tự thủ tục thực hiện. Đơn vị nộp văn bản đề nghị theo mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 23 gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu qua giao dịch điện tử hoặc cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cổng dịch vụ công quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy, đồng thời gửi một bản cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội để theo dõi giám sát. Cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại nghị quyết số 68 và quyết định số 23. Ban hành và gửi đơn vị quyết định về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trường hợp không đủ điều kiện sẽ trả lời đơn vị bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời hạn giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội không quá 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của đơn vị. Xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo theo chương 3 quyết định số 23. Trình tự, thủ tục thực hiện. Đơn vị lập phụ lục 1 của mẫu số 02 ban hành kèm theo quyết định số 23 gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu qua giao dịch điện tử hoặc cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cổng dịch vụ công quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy. Cơ quan bảo hiểm xã hội đối chiếu các thông tin trên phụ lục 1 với dữ liệu thu. Trường hợp khớp đúng danh sách người lao động, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, xác nhận để gửi đơn vị. Trường hợp không khớp đúng sẽ ghi rõ lý do để gửi đơn vị. Thời hạn giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của đơn vị. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp tiếp nhận quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, bao gồm quyết định phương án hỗ trợ đào tạo và danh sách người lao động tham gia đào tạo kèm theo phương án. Quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Sau đây gọi chung là hỗ trợ đào tạo, từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội chuyển đến. Đối với quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chuyển một lần toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho đơn vị bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị theo số tài khoản đã đăng ký, không chi bằng tiền mặt. Đối với quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, theo dõi đôn đốc thu hồi kinh phí chuyển về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hoàn trả kinh phí về Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.
xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn, thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, mẫu số 05, danh sách người lao động ngừng việc, mẫu số 06, danh sách người lao động mẫu số 13A, mẫu số 13B, mẫu số 13C, theo chương 4, chương 5, chương 10, quyết định số 23. Trình tự thủ tục thực hiện. Đơn vị lập danh sách theo mẫu quy định gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu. Qua giao dịch điện tử hoặc cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cổng dịch vụ công quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy. Cơ quan bảo hiểm xã hội đối chiếu thông tin kê khai của đơn vị với dữ liệu thu. Trường hợp khớp đúng, xác nhận để gửi đơn vị. Trường hợp không khớp đúng, sẽ ghi rõ lý do để gửi đơn vị. Thời hạn giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của đơn vị. Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, phản ánh về Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện, qua phòng quản lý thu để tổng hợp đề xuất phương án giải quyết phù hợp kịp thời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.